Thưa quý vị, cả nước hiện có 167 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích là trên 2,3 triệu ha. Trong 6 vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý đã và đang bảo tồn nhiều loại động thực vật quý hiếm là khu vực cảnh quan tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, thì việc xâm lấn về ranh giới rừng, sự suy giảm các loại động thực vật quý hiếm đang đặt ra những thách thức đối với vườn quốc gia hiện nay, đòi hỏi cần phải có các giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững. Đây cũng là những ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị Thực trạng và Giải pháp phát triển bền vững các vườn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình diễn ra vào chiều nay. Trong tổng số 6 vườn quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp quản lý, thì hiện theo đánh giá vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong quản lý và phát triển các vườn, như việc xác định ranh giới, diện tích trên bản đồ và ngoài thực địa ở các vườn khi thành lập nhiều điểm còn chưa thống nhất, dẫn đến chồng lấn với các chủ sử dụng khác, ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như công tác quản lý của các vườn. Hầu hết hạ tầng, trang thiết bị của các vườn được đầu tư xây dựng và trang bị từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, việc áp dụng các công cụ quản lý bằng công nghệ thông tin cần được đầu tư mới. Với Cúc Phương, chúng tôi kỳ vọng vào một ngày không xa nếu thực hiện cái phương án phát triển rừng bền vững đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, thì Cúc Phương sớm trở thành một cái mái trường giữa đại ngàn để thực hiện cái việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thay đổi một cái nhận thức để ngày xã hội ngày càng thực hiện cái việc bảo tồn đa dạng sinh học một cách tốt hơn. Về giải pháp phát triển các vườn quốc gia trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp cho biết, thời gian tới, nhà nước sẽ đầu tư tiếp tục duy trì bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái rừng hiện có, phục hồi hệ sinh thái rừng bị suy thoái, cứu hộ và phát triển sinh vật, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là tình trạng lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp. Hiện nay thì ở các khu rừng đặc dụng, đặc biệt là vườn quốc gia thì được chia làm 3 phân khu. Khu thứ nhất là khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu thứ hai là khu phục hồi sinh thái và khu thứ ba là khu dịch vụ hành chính. Thì hệ thống pháp luật lâm nghiệp là quy định rất chặt chẽ đối với các công trình nghỉ dưỡng có xây dựng thì chỉ được phép xây dựng ở khu dịch vụ hành chính có quy hoạch. Đối với các khu vực phục hồi sinh thái hoặc khu bảo tồn nghiêm ngặt thì chỉ xây dựng được những công trình không cao không quá 12 m và tránh không và chỉ xây dựng ở những nơi mà không có rừng, không có khả năng phục hồi rừng. Thời gian tới, định hướng của các vườn quốc gia sẽ là tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững từng vườn quốc gia. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng hợp lý tại các vườn để vừa đảm bảo cho công tác bảo vệ các vườn, vừa kết hợp và phát triển du lịch sinh thái. Hiện các vườn quốc gia là nơi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học rất phong phú, quý hiếm, đặc hữu. Bình quân chung có trên 3.000 loài động thực vật trên một vườn. Cũng liên quan đến phát triển rừng và chế biến gỗ, Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa công bố kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Kết luận sơ bộ của DOC cho rằng, trường hợp gỗ rán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp như đang áp dụng với gỗ rán nhập khẩu từ Trung Quốc. Với mức thuế chống bán phá giá là 183% và thuế chống trợ cấp từ 23% đến 195%. Trường hợp gỗ rán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước khác không bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng của Việt Nam sang Hoa Kỳ liên tục tăng từ 112 triệu đô la Mỹ năm 2018 lên 226 triệu đô la Mỹ năm 2019, 248 triệu đô la Mỹ năm 2020 và gần 357 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái 2021. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, là theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 7 năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 33.000 ca mắc mới COVID-19 trong 10 ngày gần nhất. Trung bình mỗi ngày cả nước có thêm khoảng 2.000 ca mắc mới, cao thứ tư trên thế giới chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Trong tờ trình chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Bộ Y tế đề xuất chuyển từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững và chưa công bố hết dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA4, BA5.
Đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, các biến thể này đã bắt đầu chiếm ưu thế. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng, có thể gây quá tải cho hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như là cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như là đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính. Do đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục giữ COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa coi trọng COVID-19 là bệnh lưu hành, thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Tính đến ngày 10 tháng 8, Việt Nam đã tiêm chủng tổng cộng hơn 249 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó toàn bộ nhóm 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 liều cơ bản và hơn 40% đã tiêm đủ mũi 3. Nhóm từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi 1 và đạt gần 73% và mũi 2 đạt hơn 41%. Trước nguy cơ dịch gia tăng trở lại, Bộ Y tế cho đang tiếp tục đốc thúc các địa phương tiêm chủng cho trẻ em và tiêm mũi 4 cho nhóm có nguy cơ cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Còn tại khu vực Hà Nội, ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Đêm nay, mưa sẽ giảm dần. Còn với khu vực từ Nghệ An cho đến Bình Thuận, có mưa rào và dông ở một vài nơi. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong hôm nay, Nam Bộ mưa đã giảm hơn so với những ngày trước. Để giảm thiểu rủi ro gây thiệt hại cho người nuôi cá lồng bè, đặc biệt là các lồng bè cá sắp đến thời điểm cần thu hoạch. Trước thời điểm có mưa dông, người nuôi cần tuân thủ theo các lưu ý của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với các biện pháp như sau. Trước tiên thì cần di chuyển lồng bè vào những nơi an toàn, kín gió nếu như có thể. Ngoài ra thì cần gia cố, kiểm tra dây neo, khung lồng để đảm bảo chắc chắn. Kiểm tra lồng bè để hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra. Tiến hành thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm. Và trước mùa mưa dông thì cần bổ sung dinh dưỡng và các loại men vi sinh, vitamin để tăng sức đề kháng cho cá. Còn thời điểm mưa gió thì dừng không cho cá ăn, đồng thời thì treo từ 3 đến 4 túi vôi tại các góc lồng nuôi với liều lượng là từ 10 cho đến 15 kg mỗi túi. Thường xuyên kiểm tra lồng bè và sức khỏe đàn cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.